Ngày hôm qua 22 tháng 2, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho biết là Nhật Bản đã giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại các lệnh cấm nhập khẩu và yêu cầu kiểm tra bổ sung của Hàn Quốc đối với mặt hàng thủy hải sản có nguồn gốc từ các khu vực gần nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Fukushima. Sau 2 năm xem xét, thì cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO cho rằng các biện pháp của Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận về vệ sinh và vệ sinh thực vật của WTO. Phía Nhật Bản ngay lập tức hoan nghênh quyết định này và bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ có các hành động sửa chữa kịp thời. Trước đó, nhiều quốc gia áp đặt các lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp từ Nhật Bản sau thảm họa hạt nhân Fukushima vào năm 2011. Song Hàn Quốc là nước duy nhất mà Nhật Bản kiện ra WTO hồi năm 2015.